Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ Bảy ngày 19 tháng 10. Thưa quý vị, nhân dịp về dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tiểu đoàn 59 và các cá nhân thuộc tiểu đoàn 59, trung đoàn 803 tại tỉnh Khánh Hòa, sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đoàn đại biểu trung ương, địa phương đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn Đá Bàn, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa. Cùng tham dự lễ dân hương dân hoa có các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5. Về phía tỉnh Khánh Hòa, tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa tưởng nhớ công ơn và dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước. Trong đó có công lao to lớn cùng những chiến công anh hùng của các liệt sĩ thuộc tiểu đoàn 59, trung đoàn 803. Khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn Đá Bàn là nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của tiểu đoàn 59 Bộ đội chủ lực Liên khu 5 đã giành thắng lợi lớn trong trận chiến đấu chống càn của địch tại Vườn Gòn Đá Bàn vào ngày 20 tháng 4 năm 1953, đập tan ý đồ của thực dân Pháp nhằm tiêu diệt lực lượng chủ lực và phá hoại căn cứ cách mạng của ta. Chiến thắng Vườn Gòn Đá Bàn là minh chứng tiêu biểu cho ý chí quyết chiến quyết thắng, tinh thần cách mạng tiến công của quân và dân Khánh Hòa. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Nha Trang Khánh Hòa kháng chiến 23 tháng 10 năm 1945, 23 tháng 10 năm 2024, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 10, Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà 32 chiến sĩ 23 tháng 10 còn sống và thân nhân các chiến sĩ hy sinh tại mặt trận 23 tháng 10 hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố Nha Trang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống của các chiến sĩ và gia đình, bày tỏ sự biết ơn, lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến to lớn của các cán bộ chiến sĩ mặt trận 23 tháng 10 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Dịp này, lãnh đạo thành phố Nha Trang đã trao tặng những phần quà tri ân ý nghĩa, chúc các chiến sĩ 23 tháng 10 sống vui khỏe, luôn phát huy phẩm chất kiên trung, khí phách anh hùng của người chiến sĩ cách mạng để con cháu và thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời động viên thân nhân gia đình các liệt sĩ không ngừng kế thừa phát huy truyền thống cách mạng của cha anh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, xây dựng thành phố Nha Trang ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tiếp tục chương trình với các tin tức khác. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân huyện Diên Khánh đã tổ chức hội nghị công bố nghị quyết số 1196 ngày 28 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025 với nội dung liên quan đến huyện Diên Khánh. Theo đó, sẽ sáp nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Diên Đồng và xã Diên Xuân thành xã Xuân Đồng. Sau khi sáp nhập, xã Xuân Đồng có diện tích tự nhiên là 43,63 km2, quy mô dân số 10.466 người. Như vậy, sau khi sắp xếp, huyện Diên Khánh sẽ có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn. Theo kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Diên Khánh giai đoạn 2023-2025 được thông qua tại hội nghị vào chiều hôm qua, đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ chính thức hoạt động kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và thu hồi con dấu cũ, khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới hoàn thành trước ngày 10 tháng 11 năm 2024. Việc thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2024. Việc chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân hoàn thành trước ngày 30 tháng 1 năm 2025. Theo báo cáo của Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh, từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản toàn huyện thực hiện đạt hơn 11.800 tấn, đạt trên 99% so với kế hoạch cả năm 2024. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản đạt gần 5.450 tấn, đạt gần 69% kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng có bước tăng trưởng nổi bật, đạt khoảng 6.380 tấn, tương đương gần 160% kế hoạch. Cùng với đó, huyện Vạn Ninh tiếp tục triển khai thực hiện công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tăng cường công tác quản lý, xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản không đúng quy định. Thời gian đến, Phòng Kinh tế huyện tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên các đối tượng nuôi thủy hải sản, xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản không đúng quy định, tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai thực hiện kế hoạch hành động chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5. Tối qua tại Nha Trang, câu lạc bộ doanh nhân 39 Nha Trang thuộc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ ra mắt ban điều hành câu lạc bộ. Câu lạc bộ Doanh nhân 39 Nha Trang được Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa có quyết định thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 2024, có 39 thành viên là các doanh nghiệp kinh doanh ở đa lĩnh vực trên địa bàn thành phố Nha Trang. Câu lạc bộ hướng tới việc kết nối, hỗ trợ thành viên cùng nhau phát triển, đề ra phương án kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp thành viên, trao đổi kiến thức, tháo gỡ các vướng mắc gặp phải. Tại lễ ra mắt, câu lạc bộ đã trao 39 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3, đồng thời tổ chức đấu giá vật phẩm để gây quỹ từ thiện cho câu lạc bộ. Dịp này, câu lạc bộ Doanh nhân 39 Nha Trang và Trường Đại học Nha Trang cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ nhằm hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận với thực tiễn doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất và biểu dương Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Đây là phần thưởng cao quý dành tặng cán bộ hội phụ nữ chuyên trách các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, có phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Dịp này, Khánh Hòa có đến 2 gương nữ cán bộ hội được vinh danh tại sự kiện. Tham gia công tác phụ nữ từ năm 2004, trải qua nhiều vị trí công tác, bà Nguyễn Hoàng Vân Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa, luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù ở vị trí cương vị nào, bà Nguyễn Hoàng Vân Hà luôn có những đề xuất, giải pháp, cách làm mới nhằm thu hút, tập hợp hội viên tham gia và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Mô hình chi hội phụ nữ kiểu mẫu, chương trình Mẹ đỡ đầu, cuộc vận động, gia đình 503 sạch và nhiều phong trào khác do Hội Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa phát động triển khai đều mang dấu ấn của nữ cán bộ hội chuyên trách này. Với những nỗ lực cống hiến không ngừng vì phong trào phụ nữ, bà Nguyễn Hoàng Vân Hà là một trong 30 cán bộ hội chuyên trách được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất năm 2024. Trong thời gian tới thì với vai trò của mình, thì tôi sẽ cùng với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp nối những cái kết quả truyền thống của cán bộ hội, noi gương theo cô ba Nguyễn Thị Định, thực hiện tốt phong trào thi đua, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của hội ngày càng có hiệu quả. Dịp này, tỉnh Khánh Hòa còn có bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa, được biểu dương gương Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên cương vị là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bà Trịnh Thị Hồng Vân còn rất quan tâm và chú trọng phát triển phong trào phụ nữ tại đơn vị. Thành lập vào năm 2013, Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa hiện có 2.500 hội viên, chiếm gần 50% lao động của công ty. Đây là tổ chức hội cấp cơ sở mang tính đặc thù, không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, mà còn tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh. Toàn thể cán bộ công nhân viên, Hội Phụ nữ của Công ty Yến Sào Khánh Hòa phải nỗ lực cố gắng hơn nữa để làm sao xứng đáng với cái danh hiệu mà mình đã nhận được, tập hợp sức mạnh đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, đặc biệt là nữ của công ty, đóng góp tích cực vào các cái hoạt động của Hội Phụ nữ của tỉnh, cũng giống như là Hội Phụ nữ của công ty. Nguyễn Thị Định là nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bà còn là nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Vì tổ chức lễ trao giải thưởng mang tên vị nữ tướng anh hùng của đất nước là phần thưởng cao quý của Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dành tặng cho cán bộ hội chuyên trách các cấp vì những nỗ lực cống hiến cho phong trào phụ nữ tại địa phương nói riêng và phong trào phụ nữ Việt Nam nói chung. Hôm nay thì lần đầu tiên thì Trung ương có cái trao tặng cái giải thưởng Nguyễn Thị Định, thì riêng tỉnh Khánh Hòa của chúng ta thì có chị Nguyễn Hoàng Vân Hà, chị Trịnh Thị Hồng Vân, để các chị đều cố gắng nỗ lực để mà gắn cái trách nhiệm mình vào cái nhiệm vụ được phân công để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà được tỉnh phân công cũng như các cơ quan địa phương phải quan tâm. Những cán bộ hội được vinh dự nhận giải thưởng Nguyễn Thị Định sẽ luôn là những tấm gương tiêu biểu, vừa phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, vừa tích cực học tập, tiếp thu giá trị tốt đẹp của thời đại mới, thể hiện tài năng, trí tuệ, khát khao cống hiến sáng tạo của bản thân. Đồng thời, họ luôn sẵn sàng truyền lửa cho các thế hệ cán bộ hội tiếp tục phát huy, cống hiến nhiều hơn nữa trong phong trào phụ nữ và công tác hội, xây dựng tổ chức hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 14 đang được tổ chức tại thành phố biển Nha Trang. Trong ngày hôm qua và hôm nay, hạng mục thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình đã diễn ra với sự tham gia của gần 70 thí sinh đến từ công an các đơn vị địa phương. Ở hạng mục này, các thí sinh trải qua hai phần thi. Ở phần 1, thay vì bốc thăm câu hỏi tại sân khấu như những năm trước, thì năm nay ban giám khảo cho các thí sinh tự chọn đề tài và được chuẩn bị trước. Đây cũng chính là điểm mới của hạng mục thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình năm nay. Ở phần thi thứ hai, các thí sinh sẽ lựa chọn một thành viên trong ban giám khảo để đặt câu hỏi, tình huống cho mình. Đến với liên hoan năm nay, không chỉ các thí sinh gạo cội mà kể cả những thí sinh mới tham gia thi lần đầu cũng đã rất tự tin, cố gắng thể hiện tốt nhất phần thi của mình. Đối với tôi thì đây là lần đầu tiên tôi đến với Liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 14 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Thật sự mà nói là đối với người đầu tiên lại là thí sinh đầu tiên trong buổi thi ngày hôm nay, thật sự rất là áp lực đối với bản thân tôi cũng như là các bạn thí sinh trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà chúng tôi rất là cố gắng và đã chuẩn bị một tinh thần vô cùng là quyết tâm cho cái buổi thi ngày hôm nay. Mục tiêu đầu tiên của tôi đến với cuộc thi này đó chính là giao lưu, học hỏi, và mục tiêu thứ hai đó chính là mình sẽ được trang bị thêm những kiến thức, những kỹ năng để trên hành trình mình trở thành một phát thanh viên Công an Nhân dân và một phát thanh viên Công an Bình Dương, tôi có thêm thật nhiều kinh nghiệm cũng như những kỹ năng cần thiết và để có thể hoàn thành xuất sắc nhất vai trò là một phát thanh viên của mình. Theo đánh giá ban đầu của ban giám khảo, đa số các thí sinh đã thể hiện rất tốt phần thi của mình. Nhiều thí sinh có kỹ năng tốt, không chỉ trong việc dẫn chương trình mà còn thể hiện được sự thông minh, sáng tạo trong xử lý các tình huống ngay trên sân khấu. Đây thật sự là một sân chơi rất bổ ích để những cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền tại công an các đơn vị địa phương được học hỏi, trau dồi, bổ trợ thêm kiến thức, kỹ năng để ngày càng trưởng thành hơn trong công tác của mình. Đây là lần đầu tiên cùng Hà tham gia vào Liên hoan phát thanh truyền hình Công an Nhân dân. Thực sự là rất là thú vị khi mà thấy có nhiều bạn rất là xuất sắc, các bạn rất là thông minh và có cái kỹ năng rất là tốt, không chỉ là một phát thanh viên mà các bạn còn có cái kỹ năng của một người dẫn chương trình và khả năng biên tập, xử lý tình huống. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều bạn vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm, có những bạn mới tham gia liên hoan lần đầu, nên Hà nghĩ đây là một cái sân chơi rất là hay và thú vị để cho các bạn ở tất cả các tỉnh chúng ta có thể chia sẻ, học hỏi, kết kinh nghiệm lẫn nhau và chúc cho liên hoan thành công tốt đẹp. Hạng mục thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2024, mang tranh tài hết sức sôi nổi, gây cấn của các thí sinh đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ của công an các địa phương đến theo dõi, cổ vũ. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 14 năm 2024, trong ngày hôm qua ngày 18 tháng 10, đoàn đại biểu công an các đơn vị địa phương đã đi thực tế giao lưu với cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 126 Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân tại thành phố Cam Ranh. Tại đây, các đại biểu đã được xem phim giới thiệu về Lữ đoàn 126, được nghe chuyên đề về tình hình biển đảo hiện nay và đi tham quan khu huấn luyện giả định của Lữ đoàn Tàu Ngầm. Đây là những trải nghiệm thú vị, là cơ hội để cán bộ chiến sĩ công an các địa phương có thể hiểu hơn về truyền thống vẻ vang, lịch sử xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai, tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Bắc Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, mưa có thể gia tăng về diện và lượng ở các khu vực này trong tuần tới. Và tiếp theo sẽ là dự báo thời tiết cụ thể cho các khu vực trong cả nước trên đất liền ngày hôm nay như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Nam Trung Bộ là các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thì sẽ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ trong khoảng từ 19 đến 31 độ. Và cuối cùng sẽ là khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến 33 độ. Và bản tin dự báo thời tiết trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.